xong rồi, tôi đi về nhá. Một người có bao nhiêu bộ mặt, em có biết không? Để hiểu một người rất khó, bởi vì họ có rất nhiều bộ mặt. Bộ mặt với xã hội, bộ mặt với đồng nghiệp, bộ mặt với người thân bạn bè, bộ mặt với chính mình. Vậy mà có một người lại hiểu được anh. Ngày anh bị tai nạn, anh chỉ có một mình. Anh nhớ ngày đó là vào mùa xuân của 6 năm trước. Người yêu cũ mang đến cho anh một người giúp việc. Chào anh, tôi là Thiên Phúc. Anh rất ngại người lạ. Vui được gặp anh. Bởi vì anh sợ người ta thấy được khuyết điểm của mình. Nhưng mà người ấy lại nhìn ra những điều anh đang giấu. Những điều mà người khác không nhìn ra. Ngày qua ngày, kiên nhẫn, ân cần ở bên cạnh anh. Anh đã biết mình và người ấy không thể ở bên cạnh nhau, mặc dù hai người rất giống nhau. Em biết vì sao không? Mỗi người mỗi tính. Tại sao anh và người ấy lại giống nhau? Bởi vì người ấy làm tất cả là vì anh. Tất cả là cho anh. Anh và người ấy đều là nam. Nhưng em ấy mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Lại hiểu chuyện và giỏi chăm sóc người khác. Nhưng nhiều đấy thôi cũng chưa đủ để làm anh yêu em ấy nhiều đến vậy. Em ấy cho anh sự bình yên. Không cần phải trưng ra nụ cười giả tạo hay cố cứng nhắc, lạnh lùng làm cái gì. Anh chỉ đơn giản là anh thôi. Trễ rồi, tôi đi. Em và người ấy rất giống nhau. Từ cách em sắc sược, nấc cụt, lên giọng với anh. Anh bị điên à? Mắc mớ gì làm này làm kia? Muốn nghe chửi hả? Đấy là cách em ấy khiến anh cảm thấy được đối đãi thật lòng. Đến cả mùi hương và giọng nói của em cũng giống em ấy. Nhưng tiếc quá, em là Phong, không phải là Phúc. Mẹ anh mất rồi, không còn ai quản lý và kìm cặp anh nữa. Nhưng mà anh không thấy vui. Ngày họ chôn bà ấy xuống đất, anh còn chả thấy khóc. Em biết thời gian qua anh sống như thế nào không? Anh đã sống cuộc sống rất thành công. Người người săn đón, nhà nhà yêu mến. Người ta chịu bỏ ra cả chục triệu để ăn món anh nấu. Nhưng anh lại cảm thấy rất trống trải. Giờ anh hỏi em lần cuối. Tên của em là gì? Xin lỗi anh đã biết hết rồi. Hay em để anh phải nói ra? Nè anh xem đi. Cái gì đây? Hồ sơ xin việc của Phúc.
Sao em coi nó? 6 năm trước em là người thuê Phúc về, nên là hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch của em ấy, em là người nắm rõ nhất. Mẹ anh bảo em giấu nó đi, tình cờ em cũng muốn chôn nó theo cùng. Em xin lỗi nha. Sao giờ em lại đưa cho anh? Vì em không muốn nhìn thấy anh đau khổ nữa. Chẳng phải anh cũng chưa từng nhìn thấy hình của Phúc sao? Anh Thật, từ giờ hãy sống hạnh phúc nha. Chỉ là chẳng có em cạnh bên anh mỗi đêm. Tôi là Phong, không phải là Phúc. Có lẽ là cho người giống người thôi. Vậy em nói em ghét anh đi. Em nói em không yêu anh đi. Đừng xa anh như mây trời. Đừng mang cô đơn bên đời như ngày mưa gió. Này em hỡi, anh mong em quay về đây. Người yêu ơi em đâu rồi? Về đi anh đang mong đợi. Về lại với anh, cho anh một lần nữa yêu. Người yêu ơi em đâu rồi? Về đi anh đang mong đợi. Về lại với anh, cho anh một lần nữa yêu. Đừng xa anh như mây trời. Đừng mang cô đơn bên đời như ngày mưa gió. Này em hỡi, anh mong em quay về đây. Anh hỏi em lần cuối, tên của em là gì? Chào anh, em tên là Thiên Phúc, rất vui được gặp anh. Tình yêu sẽ có những lúc sai lầm, có đắng đau, có nước mắt rơi, nhưng có khó khăn ta mới hiểu được nhau. Dần dần ta sẽ biết cách yêu hơn, biết lắng nghe, chia sẻ vui buồn, để rồi đôi ta sẽ quay về bên nhau. Để rồi đôi ta sẽ quay về bên nhau.